just you. You're not alone. When the lights go out at night, when you're feeling lost inside, you're not alone. You're not alone. When your world is falling down, I will be the one around. You're not alone. You're not alone. She's waiting for the bus, it's 12:59. She's sitting on her own. Just an ordinary day. Just an ordinary day. She's looking at the people passing her by. It could be you and I. They would never dream of slowing down to see if she's alright. Dance with me, make me sway.
Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. When marimbas start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bend in the breeze, bend with me, sway with me. When we did, you have a way with me. Stay with me, sway with me. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. Kính chào quý vị quan khách, hai hạ, ông bà cô bác. Và trước hết là chúc quý vị được nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Và kế đó tôi cũng xin phép để làm lễ cho hai cháu bên họ nhà trai qua. Tất cả gồm 11 năm ẩm dật. Thì đây tôi cũng xin là trình bên họ nhà gái. Đó là 11 mâm phẩm vật. Và đây là món quà của mẹ chồng cô dâu cho cô dâu. Và tôi xin lỗi là một đôi bông. Và xin trình bên họ nhà gái. Và kế đó họ nhà trai là mẹ chồng của cô dâu gửi 50 triệu cho họ nhà gái, gọi là tiền. Tôi cũng xin lỗi tất cả quý vị bên họ nhà trai qua có điều kia sơ sót. Mong quý vị cũng vì thế cho chương trình phải cảm ơn và chúc tất cả ở đây một đêm vui vẻ hạnh phúc, cũng như để chúc cho hai cháu của mình trăm năm hạnh phúc. Và xin cho một tràng pháo tay. Đến với người con dâu và mẹ muốn các con với miền tất cả miền các miền Tây Nguyên nổi chắc đến quá nghe thì người ta gọi đồng tiền đó là đồng tiền treo đấy ạ. Vâng ạ. Và cái đồng tiền này cái thời trước khi mà xã hội chúng ta chưa bão hòa thì đồng tiền này gọi là đồng tiền khách cưới. Nhưng đến giờ phút này thì thời đại đã văn minh và có lẽ chúng ta đã đang sống trong 4.0 thì không thể đưa giá trị người con gái ra để sánh với đồng tiền, đúng không ạ? Và đồng tiền này thì với người dân miền Trung và miền Bắc chúng tôi gọi đồng tiền đen, hàm ý rất nhiều ý nghĩa ở trong đó. Tức đồng tiền này là đồng tiền của bố mẹ, của chú rể báo ơn, công ơn sinh thành nuôi dưỡng ra bố mẹ của cô dâu, sinh ra người con gái. Xin cảm ơn rất nhiều. I see me running through that open door. I
I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Cause I believe in you. Oh, if I can see it, then I can do it. Thank you.
khi kiếm đâu cô tích trên đời. Thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời. Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bắt đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu, yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Chú được của dâu đáp lễ lại những tràng vỗ tay đến từ chính quý vị. Chúng ta đã nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc của Hương Giang và Alex Nguyễn. Những lời dặn dò đến từ gia đình. Sau đây mời Hương Giang và Alex Nguyễn sẽ cùng tiến về vị trí trang trọng của mình. Xin được hân hoan và nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị chúng ta đang có mặt tại tư gia của gia đình nhà gái ông Trần Đình Ngủ và bà Phan Thị Phương, cùng đến với chương trình Mừng Hạnh Phúc của đôi bạn trẻ.
Hương Giang và Alex Nguyễn. Lời nói đầu tiên cho phép Thùy Linh được thay lời ban tổ chức, trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới Quang Đạt cùng với hai bên gia đình Alex Nguyễn, Hương Giang xin được gửi tới tất cả các quý vị lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng thật là ánh điện lung linh mừng rể thảo, trăng hoa đua nở đón dâu hiền. Như vậy ngày hôm nay một ngày rất đặc biệt khi mà ông Tơ bà Nguyệt đã xe chỉ luồn kim, dẫn đường chỉ lối cho đôi bạn trẻ Alex Nguyễn và cô dâu Hương Giang cùng trở về với đại tư gia hồi nhà gái mảnh đất cổ đạm Nghi Xuân Hà Tĩnh. Đó là ông Trần Đình Ngụ, bà Phan Thị Phượng, thôn Hải Đông, xã Cổ Đạm, và mối tình thông gia trở về đây hồi nhà trai ông Nguyễn Văn Hiền, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, quê gốc là mảnh đất Tiền Giang, đã đang sinh sống và làm việc tại mảnh đất Australia. Và hơn bao giờ hết, ngay như phút này chúng ta đã được chứng kiến màn ra mắt của chú rể của dâu. Và chúng tôi cũng muốn xin được mời sự hiện diện đồng hành trở về sân khấu với chú rể của dâu. Xin mời MC Thùy Linh. Kính thưa tất cả các quý vị thân mến, đối với thế giới bạn chỉ là một người, nhưng với một người bạn đã là cả thế giới. Và hành trình tình yêu của cô gái và chàng trai của chúng ta vẫn là người Việt, và họ gặp nhau tại Australia. Và hôm nay họ biết được rằng họ sinh ra là để của nhau. Nhưng hên hợt trơn tất cả, Hương Giang và Alex Nguyễn luôn luôn lấy một câu nói rằng: uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, và lúc nào cũng nhớ về quê hương, nhớ về tổ quốc. Đó chính là lý do mà ngày hôm nay Hương Giang và Alex Nguyễn mong muốn rằng có thể tổ chức chương trình mừng hạnh phúc, ngày vui cho cả cuộc đời thiêng liêng, trọn vẹn ý nghĩa, ngọt ngào nhất tại mảnh đất Nghi Xuân, Hà Tĩnh của chúng ta. Hãy chúc mừng Alex Nguyễn và Hương Giang trăm năm hạnh phúc, trọn đời ái ân, sớm đâm chồi nảy lộc bằng một tràng pháo tay thật lớn và thật dài. Kính thưa toàn thể quý vị, hai tiếng gia đình thiêng liêng và cao cả. Gia đình ở đó có những ai? Chắc chắn ở đó có cha, ở đó có mẹ và ở đó có con. Và ngày hôm nay, những ngày cha, những ngày mẹ đến từ hai gia đình đã có thêm những người con mới. Về phía họ nhà trai có thêm người con dâu, đó là cô dâu Hương Giang. Về phía họ nhà gái có thêm người con rể, đó là chú rể Alex Nguyễn. Chúng tôi muốn bức tranh tình cảm này trọn vẹn, đẹp và ý nghĩa hơn khi có sự góp mặt của song thân phụ mẫu. Về phía họ nhà trai, thông tin chúng tôi nắm bắt được là người cha của chú rể vì điều kiện công việc làm ăn ở xứ người không thể góp mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, nhưng mà còn ở đó có người mẹ đã sinh ra chú rể Alex Nguyễn. Chúng tôi xin được trân trọng kính gửi lời mời bà Nguyễn Thị Ngọc Yến cùng trở về sân khấu. Về phía họ nhà gái, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Đình Ngụ, bà Phan Thị Vượng cùng về sân khấu để ra mắt toàn thể quý trường có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời các bác. Chúng ta sẽ cùng chờ đón những người thân sinh của cô dâu và chú rể trong không khí đầy trang trọng và ý nghĩa hôm nay. Xin phép được kính mời mẹ Nguyễn Thị Ngọc Yến, là mẹ của chú rể Alex Nguyễn. Xin kính mời bố Trần Đình Ngụ và mẹ Phan Thị Phượng, là bố mẹ của cô dâu Hương Giang, cùng di chuyển về sân khấu chứng kiến buổi lễ của hai con. Một lần nữa xin mời mẹ Ngọc Yến, xin mời bố Đình Ngụ và mẹ Phan Phượng. Thưa quý vị thân mến, và trên sân khấu ngay bây giờ đó chính là nhà trai, nhà gái cùng chú rể Alex Nguyễn và cô dâu Hương Giang. Sự thành công lớn nhất của ngày vui trọng đại hạnh phúc của Alex Nguyễn, Hương Giang được tổ chức tại gia đình nhà gái Nghi Xuân, Hà Tĩnh, đó chính là nhờ vào sự có mặt đông đủ của tất cả các quý vị. Sau đây xin kính mời Alex Nguyễn, xin mời Hương Giang ạ, xin mời mẹ Nguyễn Thị Ngọc Yến, xin mời mẹ Phan Thị Phượng và bố Trần Đình Ngụ. Tất cả chúng ta sẽ cùng cúi chào bằng lời cảm ơn trân trọng nhất. Xin mời. Kính thưa tất cả quý vị, đây là bức tranh của hai gia đình trai và gái, đúng không ạ?
Và bức tranh này đã trọn vẹn, chúng tôi muốn trọn vẹn hơn một chút nữa khi mà hai gia đình sẽ có sự đồng hành và góp mặt của một vị đại diện đến từ hai gia đình sẽ trở về sân khấu có đôi lời gửi gắm dặn dò vào hai con hai cháu. Xin có đôi lời gửi lời mời, lời chào, lời cảm ơn tới toàn thể quý vị trường. Chúng tôi xin mời vị đại diện của họ nhà gái sẽ trở về sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin mời bác. Kính thưa hội trưởng, hôm nay được sự nhất trí của, được sự cho phép của chính quyền địa phương cùng hai bên nội ngoại để tổ chức ngày thành hôn, ngày vui của hai con. Trước hết, tôi rất cảm ơn các quý khách gần xa, bạn bè các bạn, bạn bè của hai con, rồi là tình đồng chí đồng đội của bố đã có mặt về để tham dự buổi lễ thành hôn của hai cháu. Tôi xin chân thành cảm ơn. Và sau đây tôi cũng cảm ơn sự có mặt đại diện của bên đằng nội từ một nước xa xôi ở châu Úc cách 800.000 km bằng đường chim bay đã về tại quê hương cùng với đằng ngoại để tổ chức ngày lễ tân hôn cho hai con. Và tôi cũng cảm ơn các cô, các bác ở trong miền Tây, Tiền Giang xa xôi của Tổ quốc cũng bay ra ở quê nhà để dự buổi lễ thành hôn của hai cháu. Và sau đây, ba cũng chúc hai con là đầu gối tai kề, trăm năm hạnh phúc, là để sau này trở thành một người con dâu hiền dễ xảo, được để đáp ứng được sự mong mỏi của hai bên nội ngoại. Sau đây một lần nữa, tôi rất chân thành cảm ơn toàn thể hôn trường và lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời phát biểu đầy sâu sắc của bố Đình Ngụ rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, nếu như chúng ta cùng để ý một chút, khi cô dâu và chú rể Hương Sang và Alex Nguyễn cùng nhau bước trên thảm đỏ cùng đến với đại hôn hôm nay, ngay tại vị trí của quay phim, bố Ngụ đã chạy lại để ôm con gái của mình. Tình cảm của người cha luôn luôn là tình cảm đặc biệt nhất. Bố không phải là một người hoàn hảo, nhưng bố đã dành tất cả những gì hoàn hảo nhất dành cho Hương Sang. Và nơi bình yên nhất đó chính là được ngồi sau lưng cha. Và có thể nói rằng tấm thân của bố Ngụ đã dành cho Hương Sang cả cuộc đời. Và cuộc sống này không phải tự nhiên mà chúng ta lớn, đó chính là nhờ công lao của cha mẹ. Xin được cảm ơn mẹ Ngọc Yến, người mẹ vĩ đại của Alex Nguyễn cùng với bố Hiền. Và xin cảm ơn bố Đình Ngụ và mẹ Phan Phượng đã yêu Hương Sang hơn tất cả. Và sau đây để chúng ta bắt đầu kết tình thông gia giữa hai gia đình của chúng ta, từ nay sẽ bắt đầu là một. Xin mời mẹ Ngọc Yến và xin mời bố Đình Ngụ và mẹ Phan Phượng tiến lên phía trước một bước để chúng ta bắt tay kết tình thông gia. Xin mời. Chúng ta có thể dành cho cái bắt tay này khẳng định tình thông gia đã được kết nối, tình đoàn kết. Và một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Lớn được không quý vị? Xin cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo xin mời bố có thể nán lại một chút. Con gái sẽ muốn nói với bố rất là nhiều điều, nhưng hôm nay bố hãy nhìn vào ánh mắt của con gái của bố Sang có rất nhiều tâm sự, chỉ mong muốn có thể biến qua một hành động. Sau đây xin mời Alex Nguyễn và Hương Sang sẽ cùng kính rượu tới cha mẹ bằng lời cảm ơn, lời báo hiếu của người con. Xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị, nếu mẹ cho con giọt sữa đầu đời thì chính cha là người cho con niềm tin và sự sống. Hành trang đó, đến giờ phút này con đã trưởng thành và lớn lên, con đã thành lập một mái ấm gia đình mới. Xin được kính dâng cha, kính dâng mẹ với ly rượu báo hiếu trong ngày vui hôm nay. Và xin mời. Vâng, xin mời chú rể, xin mời cô dâu. Vâng ạ, có 5 cái ly đây ạ. Vâng ạ, cái ly này là ly kính rượu nên là còn ly 2 ly này để tí nữa chú rể cô dâu sẽ dành cho nhau. Vâng, xin mời bác gái. Xin mời cô dâu sẽ mời mẹ Yến. Và sau đây sẽ là ly rượu của hai bạn. Kính thưa quý vị thân mến, đám cưới là phải có tiếng xô 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 của người Việt Nam đúng không ạ? Dù là đám cưới tại Việt Nam hay là Australia thì chúng ta hãy xô thật lớn nhé. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nâng ly để chúc mừng Hương Sang, Alex Nguyễn. Chúc mừng hai bên gia đình tình thông xa mãi mãi bền lâu. Xin mời MC Quang Đạt sẽ đếm 1, 2, 3 đi ạ. Tất cả chúng ta đã sẵn sàng chưa?
Cổ Đạm ơi, sẵn sàng chưa? Tiền Giang ơi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, chúng ta cùng giơ tay lên ạ. Trên tay sở hữu tất cả hương vị đồ uống ạ. Xin mời tất cả chúng ta hãy đồng hành đếm ngược thời gian với con đạt dô thật lớn. Chúc phúc cho tỉnh Đông Gia và chúc phúc cho chú rể của dâu và chúc sức khỏe cho nhau. 3, 2, 1, dô. Chúc mừng, hạnh phúc, Alex Nguyễn Hương Giang. Chúc tất cả quý vị sức khỏe. Chúc tất cả chúng ta khai vị ngon miệng. Xin cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin phép được kính mời mẹ Ngọc Yến là mẹ của chú rể Alex Nguyễn. Xin mời bố Đình Ngủ và mẹ Phan Phượng là bố mẹ của cô dâu Hương Giang sẽ cùng trở về các bàn tiệc để tiếp khách giúp cô dâu và chú rể. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tiếp nối với nghi thức đầy ngọt ngào, đó chính là cắt bánh tình yêu. Xin mời Alex Nguyễn và Hương Giang sẽ cùng tay trong tay, vai kề vai, cùng nhau di chuyển về phía bên tay phải của mình ạ. Xin mời chú rể, xin mời cô dâu trở về với tháp bánh tình yêu. Kính thưa toàn thể quý vị, tình yêu luôn có một màu sắc, đúng ạ, tình yêu cũng luôn có những hương vị ngọt ngào, hương vị và nồng say. Và bây giờ tháp bánh tình yêu chứa đựng hương vị ngọt ngào đó, thì bây giờ chú rể cô dâu sẽ cùng chung tay chia ngọt sẻ bùi. Và bây giờ thì xin mời chú rể, xin mời cô dâu, chúng ta cùng chung tay sẻ chia tháp bánh tình yêu đấy ạ. Vâng ạ. Vâng, hai người chung tay nhau đi ạ. Làm bất cứ điều gì cũng phải có vợ và có chồng, đúng không ạ? Vâng, xin mời chú rể, xin mời cô dâu. Tất cả chúng ta có thể cất lên một tràng vỗ tay thật lớn nữa được không ạ? Cánh tay quý vị đâu ạ? Chúc Hương Giang, Alex Nguyễn mãi mãi là của nhau, mãi mãi thuộc về nhau. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo xin mời Alex Nguyễn sẽ nắm tay cô dâu Hương Giang thật chặt đi ạ. Tay trong tay, mình sẽ cùng bước về phía bên tay trái. Sau đây, Alex Nguyễn cùng với Hương Giang sẽ cùng nhau đong đầy yêu thương. Xin mời chú rể, xin mời cô dâu, chúng ta cùng sở hữu chai rượu đầu tiên nè, cùng chung tay đi ạ. Vâng ạ. Rất đầy từng ly rượu so sánh từng giọt của hạnh phúc, từng giọt của yêu thương. Hy vọng ngày hôm nay sẽ là những hình ảnh đẹp nhất của Hương Giang và Alex Nguyễn tại quê hương của mình, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Kính thưa toàn thể quý vị, tháp ly trái tim của tình yêu được chép thành một hình khối thay một cung bậc, cũng thể hiện những cảm xúc của tình yêu, những cung bậc của tình yêu mà chú rể của dâu đã dành cho nhau để rồi tạo dựng thành một tình yêu viên mãn, một tình yêu đích thực. Và những dòng chảy của tình yêu cũng đã được chảy tại đỉnh tháp, đúng không ạ? Và chai rượu đầu tiên cũng đã được rót ra. Xin mời chú rể, xin mời cô dâu chúng ta cùng rót ra chai rượu thứ hai đi ạ. Vâng ạ. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón xem những giây phút đầy lãng mạn và ngọt ngào của Alex Nguyễn và Hương Giang khi chúng ta chung một nhà, khép đôi mi chung một giường và sẽ ca cùng một bài ca hân hoan trong từng giây phút. Chúc tổ ấm của Hương Giang, Alex Nguyễn sẽ luôn luôn tràn đầy những niềm vui và hạnh phúc. Đôi khi mơ cùng một giờ, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui. Nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Giờ đây mắt ấy sáng long lanh, cuộc đời này chúng ta là của nhau. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin. Và như vậy là tháp ly cùng tình yêu cũng đã được chinh phục, đúng không ạ? Và bây giờ thì tôi sẽ mời chú rể của dâu sở hữu hai ly rượu tại bàn rượu để chúng ta cùng trở về chính giữa sân khấu ạ. Xin mời chú rể, xin mời cô dâu trở về vị trí chính giữa sân khấu đi ạ. Hãy cùng tay trong tay trở về với vị trí trang trọng nhất, ý nghĩa nhất để tất cả mọi người từ xa đến gần, từ phải đến trái đều có thể ngắm nhìn hai bạn. Bây giờ thì xin mời chú rể, xin mời cô dâu hãy cầm hai tay với ly rượu mình giơ về phía trước một chút đi ạ. Hai tay đi ạ.
mang cả yêu thương vào ly rượu này. Mấy cô dâu chú rể sẽ cùng tay tay tay. Hai tay hai tay. Chúng ta đã nhìn thấy gì chưa ạ? Chú rể Alex Nguyễn và cô dâu Hương Giang xin được mời và cảm ơn trường diện của các ông các bà. Các con xin được cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, những đấng sinh thành nuôi dưỡng ra chúng con. Và Hương Giang và Alex Nguyễn cũng xin được mời và cảm ơn tình cảm của tất cả vị khách có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Một lời cảm ơn chân thành và sâu nặng nhất. Và bây giờ lời mời đó đã đến với toàn thể quý vị. Và chúng ta cùng tiếp tục một lần nữa, hãy cùng nâng ly lên và chúc sức khỏe cho nhau và chúc phúc cho chú rể của dâu. Còn bây giờ tình cảm riêng, hương vị đồng say, chú rể của dâu sẽ tạo thêm điểm nhấn nữa để cho tình yêu được lên ngôi. Và bây giờ xin mời chú rể, xin mời cô dâu, chúng ta cùng khoác tay nhau đi ạ. Đúng rồi, cầm tay phải. Đúng rồi, cầm tay phải. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ nhắm mắt lại, bởi vì khi nhắm mắt lại sẽ cảm nhận đầy đủ những gia vị của tình yêu, những gia vị của hạnh phúc, đong chưa đầy yêu thương, giữ cho mãi những điều hạnh phúc nhất. Xin mời cô dâu chú rể cùng nhau uống rượu đi ạ. Và chúng ta một lần nữa cất lên một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đã nắm tay thì phải nắm cho chặt, đã yêu nhau không bao giờ được rời bỏ, bởi vì chúng ta có một tình yêu là rất khó, phải trải qua những thử thách và thời gian. Chúc Hương Giang, Alex Nguyễn trăm năm hạnh phúc, trọn đời ái ân, sớm đâm chồi nảy lộc. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn nữa đi ạ. Cảm ơn những tình cảm cao quý của quý vị đã dành cho Hương Giang và Alex Nguyễn trong trưa hôm nay. Còn bây giờ thay lời gia đình, chúc quý vị những giây phút buổi trưa vui vẻ, ngon miệng và sum vầy bên nhau. Kính thưa tất cả quý vị, đó là gia vị của tình yêu đúng không ạ? Khi mà gia vị của tình yêu mà đã vừa và đã đủ thì chắc chắn tình yêu đã được lên ngôi. Và ông Tơ bà Nguyệt thì sẽ chỉ luồn kim, và thiên đường của tình yêu thì lại vẫy gọi Hương Giang và Alex Nguyễn. Giây phút này cũng là giây phút để tôn vinh một tình yêu đích thực. Và chỉ có tin tưởng mới có tình yêu đó. Và bây giờ xin mời chú rể, xin mời cô dâu hãy khẳng định vì thế tình yêu của mình là gì. Khẳng định với hai gia đình và toàn thể quý vị tình yêu của mình là gì, đúng không ạ? Forever, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Thì bây giờ phải có kỷ vật minh chứng đã được đính nhất hai cái tên ở trong vòng tròn đó. Đó chính là chiếc nhẫn cầu hôn. Và xin mời chú rể, xin mời cô dâu, chúng ta cùng trao nhau chiếc nhẫn trước sự chứng kiến đông đủ của toàn thể quý vị. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, lời nói của cô dâu Hương Giang là điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Đó chính là quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Cô dâu mong muốn những nghi thức đặc biệt quan trọng nhất sẽ được diễn ra tại quê nhà của mình, tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Đi đâu cũng nhớ về Hà Tĩnh mà thôi. Và chắc chắn rằng trái tim Việt Nam của chúng ta, trái tim yêu thương, ngọn lửa yêu thương này sẽ dành những điều chúc tốt đẹp nhất tới Alex Nguyễn và Hương Giang. Và kính thưa tất cả quý vị, chúng ta một lần nữa hãy cùng dõi theo. Dõi theo và chúng ta nhìn thật kỹ đúng không ạ? Chúng ta thấy những gì chưa ạ? Hai bàn tay sẽ được thắt chặt, nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế. Vâng, một nụ hôn phải nói đầy mãn nguyện khi mà chú rể đã trao tình yêu của mình cho người vợ yêu quý, là người đàn ông hoàn hảo và bản lĩnh. Với tất cả quý vị thân mến, hãy để cô dâu chú rể được gần nhau hơn đi ạ. Hãy gần nhau đi ạ. Gần nhau thêm chút nữa đi ạ. Gần nhau thêm một tràng vỗ tay được không ạ? Rất tuyệt vời. Những giây phút của yêu thương, những giây phút của nồng nàn đắm say, và trên tất cả đó chính là sự chân thành. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy xem cô dâu Hương Giang đáp lễ lại người chồng của mình như thế nào đấy ạ. Vâng, khi mà trao nhẫn cưới thì tất cả lý trí và trái tim hướng về cái vòng tròn đó, để rồi gửi gắm yêu thương. Và chắc chắn tình yêu này không chỉ dành riêng cho một ai, mà tình yêu này chỉ có Hương Giang và Alex Nguyễn cùng chung tay, chung sức, chung lòng. Và xin mời cô dâu cùng trao cho chú rể đi ạ. Nơi tình yêu bắt đầu, những hạnh phúc không bao giờ kết thúc. Xin chúc mừng Alex Nguyễn và Hương Giang.
Quý thưa toàn thể quý vị, bây giờ xin mời chú rể, xin mời cô dâu giơ hai bàn tay sở hữu chiếc nhẫn của mình về phía trước một chút đi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, khi mà chiếc nhẫn đã được trao tay, tức là hôn nhân đã hợp pháp, xã hội đã công nhận chú rể Alex Nguyễn và cô dâu Hương Giang đã chính thức nên nghĩa vợ chồng. Chúc cho ngôi nhà này, chúc cho mối tình lương duyên này sớm đơm hoa kết trái, và chắc chắn sẽ có những ngôi nhà, và ngôi nhà ở đó chắc chắn sẽ có những đứa trẻ, đó là những thiên thần bé bỏng đầy đáng yêu. Xin được chúc một lần nữa chúc phúc cho chú rể và cô dâu, một tràng vỗ tay thật lớn được không quý vị? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây sẽ không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Hương Giang và Alex Nguyễn sẽ dùng ly rượu hồng của mình để cùng trở về các bàn tiệc, và chúng ta sẽ chuẩn bị đón nhận những yêu thương. Xin phép MC Linh một chút. Kính thưa tất cả quý vị, trước khi chú rể của dâu về với tất cả vị khách có mặt tại bàn tiệc, thì chúng tôi cùng đến với bức tranh của hai gia đình một lần nữa, khi mà tất cả món quà, vật phẩm đầy giá trị nhân văn hai gia đình sẽ cùng trở về trao cho chú rể của dâu. Trước tiên, chúng tôi xin được gửi lời mời bức tranh toàn cảnh chung đại gia đình họ nhà trai. Chúng ta có trong tay những món quà, vật phẩm, vui lòng trở về sân khấu, có những món quà gửi cho chú rể của dâu. Xin mời nhà trai, nhà gái hòa chung niềm vui của chương trình lễ thành hôn ngày hôm nay. Chúc mừng Hương Giang và Alex Nguyễn. Chúng ta có những món quà đặc biệt sẽ cùng di chuyển về sân khấu để trao tặng những yêu thương. Kính thưa quý vị, rất nhiều món quà đến từ họ nhà trai thì đã được trao cho chú rể của dâu trước buổi lễ ngày hôm nay. Nhưng đến giờ vẫn còn những tình cảm yêu thương đó. Với những món quà đó thì chúng ta đã được vị khách trở về sân khấu này, chắc chắn sẽ có những đôi lời phát biểu nữa. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Lời nói đầu tiên xin xin kính chào quý quan khách, chúc quý quan khách có một buổi tiệc ngon miệng. Thì hôm nay là ngày vui của hai con, hai em Minh và Thảo ở xa không có về được, gửi một món quà nho nhỏ để tặng con. Thì hai em chúc con được trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau. Tuy không về được nhưng mà em lúc nào cũng rỗi bước theo con trên từng cây số, và nói chung là cứ túc trực điện thoại để xem cái ngày vui của chị mình nó hạnh phúc đến như thế nào. Và nói chung cái ngày vui hôm nay thì không riêng gì tất cả những họ hàng, cô bác, anh chị em, nội ngoại hai bên. Thì dì xin chúc con một lần nữa là trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau, thương nhau như ngày đầu tiên nha. Dì có món quà để đeo vào tay dùng cho hai em gửi tặng con. Chúng tôi một lần nữa muốn gặp gia đình họ nhà trai với một vị đại diện. Chúng tôi mới nắm bắt được thông tin. Xin mời một vị đại diện đến từ họ nhà trai cùng trở về sân khấu, có đôi lời cảm tưởng trong buổi lễ ngày hôm nay trước sự chứng kiến đông đủ của toàn thể quý vị. Hãy yêu nhau như ngày đầu gặp nhau, đó chính là những gì mà chúng ta đã được lắng nghe lời chia sẻ. Và hy vọng rằng ngày nào cũng là một ngày mới, những gia vị mới của tình yêu sẽ luôn luôn đến với Hương Giang và Alex Nguyễn. Xin mời những món quà đến từ nhà trai và nhà gái. Sau đây sẽ là món quà, những lời yêu thương đến từ nhà trai. Dạ, trước hết tôi xin chúc tất cả quý vị quan khách cũng như hai họ sức khỏe, dồi dào, an khang thịnh vượng. Tôi cũng xin đại diện bên họ nhà trai trước là cảm ơn bên nhà gái đã tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Với sự hiện diện của quý vị, đó là một vinh dự rất lớn đối với nhà trai chúng tôi. Và bên họ nhà trai đi thì gồm có ông, bà, bên nội của chú rể và mấy dì, cậu bên ngoại của chú rể. Thì chính vì cái chỗ đó để cho thông gia giữa hai họ biết với nhau, cho thắt chặt cái tình xui gia. Thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Một lần nữa, tôi cũng thành thật biết và cảm ơn quý vị đã tới mừng cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Xin thành thật cảm ơn.
Xin cảm ơn những lời phát biểu đầy sâu sắc và ý nghĩa, và chúng ta đã nhìn thấy được rằng tình yêu là do cái duyên, và dù đã là cuộc sống những vui hay là những thử thách, chỉ cần yêu thì chúng ta sẽ đến bên nhau. Và xin cảm ơn những tình cảm đặc biệt, dù là chúng ta ở những nơi khác nhau nhưng đã cùng có mặt tại nơi đây để chúc mừng Alex Nguyễn và Hương Giang. Và tiếp đến thì chúng ta cùng đến với bức tranh tình cảm Hò Nhà Gái một lần nữa, khi mà tất cả những món quà đầy yêu thương đến từ những người cha, đến từ những người mẹ, đến từ những người anh chị em trong gia đình, và đến từ những người thân trong họ hàng thân tộc sẽ có những món quà đó gửi về với chú rể của dâu. Chúng tôi xin gửi lời mời chung bức tranh toàn cảnh đại gia đình Hò Nhà Gái, những người cha, những người mẹ mà những người chúng tôi đã trích dẫn có những món quà vui lòng trở về sân khấu trao quà cho Hương Giang và Alex Nguyễn. Xin mời. Đầu tiên sẽ là món quà đến từ bố Trần Đình Ngụ và mẹ Phan Thị Phượng. Hương Giang, Alex Nguyễn thân mến, món quà không chỉ là món quà mà đó là tình yêu. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đã nhìn thấy bức tranh của đại gia đình Hò Nhà Gái chưa ạ? Chúng tôi nắm bắt cũng khá rõ thông tin. Vâng, có món quà của cha, món quà của mẹ, món quà của anh trai, món quà của em gái, món quà của chị gái và món quà của các cháu, đúng không ạ? Và món quà của anh rể nữa. Và đó tất cả gì? Bức tranh tình cảm đại gia đình Hò Nhà Gái đã và đang đến rất gần với chú rể cô dâu để trao tất cả những yêu thương quanh món quà đó. Kính thưa tất cả quý vị, với những món quà vật phẩm này chưa hẳn đã phải là giá trị của vật chất, nhưng đó là giá trị tinh thần, giá trị nhân văn của con người khi mà tình người đã được trao gửi cho nhau. Và hôm nay giá trị đó tăng lên rất là nhiều khi mà chú rể cô dâu được đón nhận tất cả những tình cảm, tình yêu thương đến từ đại gia đình. Một lần nữa cũng thay lời cho Hương Giang và Alex Nguyễn xin được ghi nhận và cảm ơn tình cảm của gia đình rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, trao quà cũng chính là một nét đẹp trong chương trình lễ thành hôn tại Việt Nam của chúng ta. Đó không chỉ là những món quà, mà đó chính là tất cả những tình yêu thương của những người thân yêu dành cho cô dâu và chú rể trong ngày vui trọng đại. Và trên hành trình tương lai, hy vọng những món quà này sẽ là những tiền đề may mắn, hạnh phúc, tài lộc và những điều tuyệt vời nhất. Sau nghi thức trao quà, mời quý vị chúng ta sẽ chuẩn bị đến với chương trình tiếp theo. Chương trình nghệ thuật chúc mừng Alex Nguyễn và Hương Giang. Không chỉ trao quà đúng không ạ? Với những lời dặn dò và trao gửi yêu thương thì tất cả thành viên đã đến với cô dâu Hương Giang. Và ngày hôm nay, ngày mà Hương Giang hạnh phúc nhất đúng không ạ? Cũng là cái ngày để rồi Hương Giang sẽ trở về với làm dâu xứ chàng đúng không ạ? Cho dù khoảng cách địa lý có xa xôi đi bao chăng nữa, nhưng với những người em, những người anh, những người chị, những người cháu, những người anh rể trong gia đình, vẫn những người cha, những người mẹ luôn hướng về Hương Giang và chúc cho hành trình một con đường mà trở về với họ nhà trai được son sẻ đúng không ạ, đầu xuôi đuôi lợt. Xin mời đại gia đình chúng ta sẽ nán lại chụp hình lưu niệm, và hy vọng rằng Nghi Xuân cùng với Alex Nguyễn và Hương Giang sẽ là những tình cảm, những dấu ấn đẹp nhất của cuộc đời hai bạn. Chúng ta dành cho bức tranh toàn cảnh đại gia đình Hò Nhà Gái một tràng vỗ tay thật lớn được không quý vị? Xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, trong cuộc sống tiền tài có nhiều đi bao chăng nữa, địa vị có cao sang đi bao chăng nữa, cũng sẽ trở thành vô nghĩa nếu bên mình không có hai tiếng gia đình, bên mình không có những người bạn bè. Và ngày hôm nay không chỉ có tình cảm của hai gia đình mà còn có những người bạn. Những người bạn không chỉ là đơn thuần khi còn cắp sách tới trường, mà những người bạn đó còn đem đến cho nhau một tình cảm tri kỷ. Đó là những gì mà tốt đẹp nhất chúng ta cảm nhận được. Và hôm nay
đích thân cô dâu Hương Giang cảm nhận được điều đó đến từ những người bạn. Và chúng tôi xin mời những người bạn của cô dâu có mặt trong buổi lễ hôm nay có những món quà, xin vui lòng trở về sân khấu trao quà cho Hương Giang và Alex Nguyễn. Xin mời. Bạn bè ơi, lên cùng với Hương Giang và Alex Nguyễn nào. Trăm năm hạnh phúc. Bạn hy vọng rằng hạnh phúc của tôi có bạn và hạnh phúc của bạn có tôi. Trong cuộc sống của chúng ta sẽ luôn luôn, chúng ta giữ mối liên hệ cùng nhau để chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống. Xin mời ban nhạc Quang Đạt chuẩn bị. Kính thưa tất cả quý vị, ít phút nữa chúng ta sẽ đến với chương trình âm nhạc mừng hạnh phúc cho chú rể của dâu, đồng hành với đơn vị sự kiện HD Audio MC Quang Đạt. Còn có sự đồng hành của MC Thủy Linh, ban nhạc HD, kính thưa diễn viên ánh sáng Quang Hào, và còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ Thúy Hiền, nam ca sĩ Hoàng Nhật Linh, nam ca sĩ Thái Đạt. Chúc quý vị những giây phút thật vui vẻ và ngọt miệng cùng với chương trình mừng hạnh phúc của Alex Nguyễn và Hương Giang. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ chuẩn bị đón xem những nội dung tiếp theo. Kính thưa tất cả quý vị, xin mời tất cả quý vị chúng ta vui lòng chờ đợi trong giây lát, bởi vì những người bạn này muốn nói ra những lời nói thật lòng nhất cho Hương Giang và Alex Nguyễn. Thì bây giờ bạn ấy đã soạn rất rõ từng chi tiết trong cái bản lecture, đúng không? Thì bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi trong giây lát thì bạn này sẽ nói ra tình cảm của mình dành cho chú rể và cô dâu. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta vui lòng chờ đợi và lắng nghe. Con xin chào toàn thể các ông, các bà, cô chú, anh em, bạn bè đã có mặt tại hôn trường đặc biệt ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin được cảm ơn sự hiện diện của các vị khách quý, họ hàng và bạn bè thân thiết của Alex và Giang đã vượt đường xá xa xôi đến để chia sẻ niềm hạnh phúc, niềm vui và hạnh phúc của gia đình ngày hôm nay ạ. Xin được giới thiệu, con tên là Trang, là bạn của bạn thân của Giang. Tụi con quen biết nhau thì cũng đã được 12 năm rồi ạ. Đến bây giờ thì cũng đã được 12 năm rồi. Trong nhóm của tụi con thì sẽ có 6 bạn. Giang được gọi là em gái giáp út, nhưng mà tính tình thì lại không giống một em út gì cả. Giang là một cô gái rất là tinh tế, luôn vui vẻ và rất là nhiệt tình. Bạn luôn đồng cảm và biết chia sẻ tất cả bất cứ những điều gì từ mọi người xung quanh, kiểu như là bạn đang đi vào nội tâm của người đó vậy. Chỉ cần nghe và sơ qua vài ý thôi là bạn đã hiểu câu chuyện đó như thế nào, được động viên và đưa ra lời khuyên nên như thế nào và như thế nọ và như thế kia. Thật sự con rất là yêu quý Giang. Bản thân Giang là một người khá là mạnh mẽ, đầy năng lượng và tình yêu với mọi người. Tuy vậy, Giang lại là cô gái sống nội tâm và giỏi giấu đi nỗi niềm của mình. Nếu mà Giang có buồn thì bạn chỉ để một mình bạn biết thôi. Giang là vậy đấy ạ. Một người bạn mà có thể sống hết mình vì người khác, nhưng mà bản thân Giang thì có gì thì Giang cũng chỉ im lặng trừ một mình mà thôi. Nên là có lẽ người duy nhất thấy Giang yếu đuối phải là người bên cạnh cô ấy đến cuối đời. Giang có kể với em là anh Alex là một người rất là hiền lành, giản dị và tâm lý, rất yêu thương và chiều chuộng Giang. Chắc hẳn là bạn của con, anh Alex đã trải qua nhiều khó khăn mới đến được với nhau. Anh Alex phải là người vợ tốt và người rất tốt và hiểu bạn con như thế nào thì hai người mới có kết quả tuyệt vời như ngày hôm nay. Hồi đó tụi con có 6 người, Giang là người học khá nhất và luôn xác định là sẽ không bao giờ đi nước ngoài, chỉ có ở Việt Nam thôi. Vậy đó mà im ỉm qua nước ngoài xong bây giờ thành Việt kiều lúc nào không hay luôn. Quyết định sang Úc của bạn chắc là một điều mà đúng đắn nhất. Chị xin được gửi tới duy nhất với em một điều là chị biết em là một chàng trai rất là tốt, rất là yêu thương Giang ngay từ khi hai người mới bắt đầu.
cho tới nay, từ nay về sau, tới lúc hai em sinh con đẻ cái, với bộn bề công việc, với vài khó khăn có thể xảy ra, sẽ không thể tránh khỏi những cãi vã và hay sự dỗi hờn vô cớ của vợ em. Thì chị mong em hãy luôn nhớ tới những giây phút hạnh phúc bắt đầu mà yêu thương che chở cho Giang như bây giờ em nhé. Nói đến đây thôi ạ, nếu mà kể về Giang với những cái câu chuyện kỷ niệm của tụi con thì nó dài lắm. Con xin được nói đến đây thôi, gửi tới lời chúc mừng chân thành nhất tới hai em. Nơi nào có yêu thương thì nơi đó chắc chắn sẽ có hạnh phúc. Hai bạn đã tìm được với nhau, thì hãy cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời nhé. Lời cuối cùng con xin chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà, anh em, bạn bè một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, có người nói rằng có những người bạn bè hiểu chúng ta còn hơn cả bố mẹ, bởi vì trong cuộc sống có những vui buồn, có những chia sẻ và có những điều không xấu chúng ta chỉ dành cho bạn bè mà thôi. Xin được chúc mừng Hương Giang bởi vì bạn đã có những người bạn tuyệt vời. Còn bây giờ, không để cho toàn thể vị khách ở phía dưới chờ đợi lâu hơn thêm nữa đúng không ạ? Rất là nóng lòng, chú rể của dâu cũng muốn được đáp lễ lại tình cảm của toàn thể quý vị với những cái bắt tay, với những nụ cười, ánh mắt đầy thiện cảm đúng không ạ? Đó là những gì mà chúng tôi muốn chú rể của dâu trở về phía dưới với tất cả vị trí bàn tiệc. Đầu tiên đến với tình cảm thông gia của gia đình và sau đó cứ lần lượt đến hết tất cả vị khách có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời! Thưa quý vị thân mến, và mỗi người chúng ta sẽ có một câu chuyện riêng cùng với cô dâu Hương Giang. Ngay lúc này, mời quý vị chúng ta sẽ gặp trực tiếp cô dâu và chú rể để tâm sự những điều đó. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung tiếp theo của lễ mừng hạnh phúc Alex Nguyễn và Hương Giang. Và trước khi đến với âm nhạc thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta vui lòng chờ đợi chú rể của dâu thay trang phục một chút để tiện đi lại giao lưu với toàn thể quý vị. Và bây giờ âm nhạc sẽ chính thức được bắt đầu. Chúng tôi xin được đồng hành với toàn thể quý vị đến với âm nhạc mừng hạnh phúc cho cô dâu Hương Giang và chú rể Alex Nguyễn. Và bên nhạc HD hãy cùng cất lên những giai điệu đầu tiên để chào mừng âm nhạc buổi lễ trưa ngày hôm nay. Xin được chào đón quý vị đến với âm nhạc buổi lễ ngày hôm nay. Và món quà đầu tiên những người làm chương trình chúng tôi muốn gửi tới cho toàn thể quý vị đó là tình cảm của nữ ca sĩ xinh đẹp với giọng hát đầy truyền cảm ngọt ngào và sâu lắng. Chúng ta cùng đến với nữ ca sĩ Thúy Hiền. Hiền, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Kính thưa quý vị, và để tiếp tục buổi lễ thành hôn trong buổi trưa ngày hôm nay thì Hiền xin gửi tới tất cả quý vị một làn điệu dân ca nghệ tĩnh được mang tên Mời Rượu. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nào nông say ở đâu phải nơi chén ngọc ấm mơ và nhìn phù quỳ dấu sáng tựa chiêm bao mộng mị tựa đêm nằm mơ mộng mị gió hướng đưa khách tới ở trong chỉ lối đưa I'm getting chills when they tell me you're not yourself. Trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Oh, 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 oh. Nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you cuts like a knife. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will means got nothing to prove. But in the dark we're starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running together, I'll be here for you. Whatever we will means we'll find something new. Whatever they call us, whatever they do, we're running in circles, circle of fools. Whatever we will means got nothing to prove. Hơi ấm rộn rã đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới đang say tình dâng ngập lớn nắng lên qua hàng cây gió mơn màn đùa là lời đàn bướm bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên. Hey!
bay lang thang buồn chơi, nằm mặc ưu tư khát khao trong những tháng ngày. Theo mưa rơi lạnh căm, từng đêm anh nghe xót xa em mới có hay. Giấc mơ những đêm dài, mặt trời lực chưa soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, dịu em qua đắng cay. Xua mây đen tan nhanh, mặt trời bừng tia nắng tươi lung linh âm nồng. Khi cơn mưa vụt qua, tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông. Khuất lấp những đêm dài, mặt trời lực chưa soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Hình vòng tay trao hơi ấm, rộn xa đôi tim mình vui. Gặp gỡ trong ngày cưới, nắng say thì rơi ngập lối. Nắng lên qua hàng cây, gió mong mang đùa là lời cảm phương. Bước chân với hạnh phúc, nắm tay ta về bầu trời bình yên. Hình vòng tay trao hơi ấm, rộn xa đôi tim mừng vui. Gặp gỡ trong ngày cưới, nắng say tình dương ngập lối. Nắng lên qua hàng cây, gió đơn mặt đùa là lời cảm thương. Bước chân với hạnh phúc, nắm tay ta về bầu trời bình yên. Nắng lên qua hàng cây, gió đơn mặt đùa là lời cảm thương. Bước chân với hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Cảm ơn quý vị. Rất cảm ơn những tràng vỗ tay thương thương của tất cả quý vị. Và một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn giọng ca đến từ nam ca sĩ Khánh Linh rất nhiều. Và bây giờ một giọng ca mà tất cả chúng ta đều rất là mong muốn anh ấy sẽ xuất hiện trên sân khấu này để hát tặng Hương Sam và Alex Nguyễn. Sẽ không để cho quý vị chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của nam ca sĩ Mạnh Cường. The winter in my life came so fast. Memories go back to childhood. Today I still recall. Oh, how happy I was then. Yeah.
never stayed anywhere. I'm the green in the trees. Would you wait for me forever? Will you wait for me forever? Will you wait for me forever? Cảm ơn mọi người. Phải ngoài trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông xa băng anh đang tìm, mùa đông ai ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt tình lại buồn hay sao? Anh đã nguyện một đời yêu em, dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi phai, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè xa. Và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho anh nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẽ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè xa. Và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho anh nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình thôi lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi. Cảm ơn bạn Dũng rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời những người dì của chú rể, xin mời dì Ly Châu, dì Kim Loan và dì Mỹ Lệ sẽ cùng lên thực hiện một tiết mục tam ca.
Xin mời dì Ly Châu ạ, dì Kim Loan và dì Mỹ Lệ chuẩn bị. À, chị xin chúc cô dâu với chú rể, chị xin tặng hát bài Đường Tím Bằng Lăng. Cây sâm thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mòn. Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng, tan trường hoa áo tung tăng. Tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời cùng anh vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tiếp. Mùa thi năm cuối sông men theo trong giữ là để bằng lăng ngóng nơi xa. Từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để tiếc ngần ngơ. Người yêu hoa tím ơi, sao không chờ không đợi, vội vàng chỉ lắm em ơi. Trường đời không là mơ như lời thơ ngày đó. Bóng dáng thương quen hàng cây xanh ngỡ ngàng, thương duyên mình dở dang, chưa yêu đã lớn làng. Vẽ ngân khúc hát sầu vương, hoa răng tim đường nhung nhớ, hoa còn đây mất anh rồi. Sầu
mời Kim Long bên đàn trai lên hát một bản. Nữa thay lời gia đình của đôi bạn trẻ Alex Nguyễn cùng với cô dâu xin được cảm ơn tới những tình cảm quý báu mà quý vị đã dành cho gia đình và dành cho cô dâu chú rể hôm nay. Kính thưa quý vị, đến giờ phút này thì có lẽ chúng ta cũng đã cảm nhận được những gì trong buổi lễ trưa ngày hôm nay về khâu đón tiếp khách, không gian phòng cưới và đến từ tất cả ekip làm chương trình. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình làm như thế nào để hoàn thiện một không gian tiệc cưới theo ý muốn của cô dâu, chú rể cũng như hai gia đình. Đến giờ phút này, thời gian chưa hết với tất cả chúng ta, những âm nhạc thì có lẽ cho phép những người làm chương trình tôi tạm dừng tại đây, trả lại khoảng không còn lại cho những vị khách đã và đang có mặt cùng chúng ta cùng dự tiệc giao lưu nói chuyện. Nếu quý vị còn muốn văn nghệ thì chúng tôi sẽ kết nối đường truyền internet để chúng ta cùng hát karaoke qua màn hình điện thoại, đúng không ạ? Và đến giờ phút này thì trước khi chia tay với toàn thể quý vị, chúng tôi cũng một lần nữa xin thay lời cho đại gia đình của họ nhà gái và tất cả vị khách xin gửi tới lời cảm ơn tới họ nhà trai, chúc cho phái đoàn của họ nhà trai sau buổi lễ ngày hôm nay trở về thượng lộ bình an, có một cuộc sống ấm no, vui vẻ, hạnh phúc. Chúc cho tất cả những thành viên sau tiệc vui này trở về với mảnh đất Australia có một chuyến bay tốt lành. Have a good trip. Xin được cảm ơn và kính chúc tất cả các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn rất nhiều. I feel my my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew.